các bác. Ở video clip này em xin giới thiệu nhanh và ghép một cấu hình rất hay cho các bác. Đôi loa Pioneer S6. Đây là một trong những đôi loa sử dụng thùng gỗ nguyên khối các bác nhá. Đây là thùng gỗ thật của nó. Đây là dòng gỗ thịt và nó làm nên một cái thùng rất là đẹp. Pioneer CS S6. Đôi loa này em để các bác giá chỉ 8,8 triệu thôi. Giá trên thị trường nó lên đến tận hơn 11 triệu các bác. Đẹp xuất sắc luôn. Từ e căng đến loa bass 30 gần mút. Các bác có thể thấy là tình trạng gần mút nó còn nguyên bản. Và cái tiếng của đôi loa này nó êm, nó rất là êm các bác. Trung đôm tép đôm, một trong đôi loa rất hay của Pioneer. Em ghép vào chiếc âm ly LEC Diago, một trong những con âm ly cực kỳ hay, A520, giá chỉ 2,5 triệu, đỉnh cao luôn các bác ạ. Bác em mới để mức 12 giờ. Các bác nhìn cái bát nó rất là mềm các bác. Đấy là chính là lý do tại sao nó hay đấy các bác. Những đôi loa chất lượng cao của các hãng từ Pioneer, JBL, Onkyo, Boss vân vân, những đôi loa này có độ nhạy cao, thường cho ra tiếng bass rất là êm tai, đánh nó nhún nó mềm các bác. Cái biên độ dao động của bass nó rất là nảy và chính điều đó làm cho cái tiếng khi chúng ta nghe nó rất là êm ái. Và những đôi loa Pioneer CS S6 này thì đây là một trong những dòng loa rất hiếm, nó sử dụng thùng gỗ thịt mà nó rất là đẹp các bác ạ. Mỗi thùng loa nặng hơn 30 cân, cái củ từ phía trong của nó phải củ từ 18-20 gì đó, rất to. Và đôi loa này em để các bác giá chỉ 8,8 triệu thôi. Giá cực kỳ tốt các bác nhé. Đẹp xuất sắc luôn. Và em đang ghép với chiếc âm đi giá 2,5 triệu. Diago, những dòng Diago này rất hay. A520. Với những dòng âm ly mà tầm dưới 3 triệu mà cho chất âm trong trẻo, sạch sẽ, mềm mại thì khó chiếc nào qua chiếc này. Nó sử dụng 4 con sò lớn xanh đen các bác. Các bác nhìn thấy ạ, 4 con sò xanh đen lớn các bác. Và hệ thống nguồn lớn đó các bác, tụ to nguồn lớn, công suất khủng. Và thằng này nó ghi phía sau công suất tiêu thụ cũng chỉ 150W thôi, đánh hai cầu AB cộng B 4-16 ohm, chắc chắn là sử dụng điện 100 rồi. Và những bộ cấu hình như vậy thì giá nó rất là rẻ. Đôi loa giá 8,8 triệu, âm ly giá 2,5 triệu nữa. Mặt phay nhôm em còn chưa vệ sinh sạch cái nút này các bác nhé. Cái nút này em sẽ vệ sinh sạch sau đó, mới bóc ra nó test cho các bác nghe luôn. Với những bộ cấu hình như vậy thì chất âm cực kỳ hay. Em sẽ mở các bác test một đoạn nữa của Như Quỳnh. Các bác nhu cầu lấy thì cứ nhắn tin cho em qua hai số này 0981193686 và 0983662586. Tiếng bass rất mềm mại. Cầu cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho em. Xin kính chào các bác. Tiếng rất là mềm.